Chào mọi người. Hôm nay Noel sắp tới rồi mọi người ơi. Mình muốn làm mấy cái cá hồi muối để mình chuẩn bị cho Noel tới ha. Theo công thức của Pháp ha. Thì ở đây mình có hai miếng cá này, cá su mông, cá hồi này. Hai miếng cá này nó khoảng 1,2 kg ha. Sau khi mình rửa sạch sẽ rồi thì bây giờ mình cũng sẽ rửa nó, mình lau cho nó khô, thật khô cái miếng cá ha mọi người ha. Lau cho thật khô. Trên dưới gì mình lau hết cho thiệt là khô. Mình lau cho thật khô cái miếng cá này. Rồi. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị để mình ướp cá ha. Ở đây á mình có theo liều lượng mình đo thì mình liều lượng á một chén muối và một chén đường. Cái đó là mình canh theo cái kích thước thôi ha. Cái độ á, một chén muối cứ mình cứ canh là một chén muối, một chén đường. Thì cứ một đường và một muối. Còn nếu như các bạn cân á thì cái này nửa ký muối mà có 400 gram đường thôi ha. Thì cái đó thì mình nói để cho mọi người biết là mình không cần cân, mình chỉ cần lường cái liều lượng là cứ một muối và một đường bằng cái chén như vậy là đủ rồi ha. Đó. Và ở đây mình cũng có một cái trái cam và một trái chanh để mình bào, mình lấy cái vỏ nó mình để vô luôn ha. Rồi ở đây mình cũng có rượu vodka, nó bảo đảm là 40 độ ha mọi người ha. Đó, ở đây mình có rượu vodka. Nó 40 độ. 40 độ nó nằm đây nè mọi người, nó hơi tối ha. Đó, nhưng mà không sao. Thì mình cũng nói cho mọi người biết đó, đây rượu của mình là rượu vodka ha. Đó, thì bảo đảm khoảng 40 độ. Đó, thì các bạn có rượu gì cũng được nhưng mà rượu mạnh và chất lượng tốt thì càng tốt ha. Rồi, ở đây rồi bây giờ mình để vô cái này. Và bây giờ mình bào bào cái vỏ chanh. Mình đà bào mình lấy cái vỏ chanh vậy ha mọi người ha. Voilà, chanh của mình bào xong. Và đây cam của mình cũng tiếp tục mình bào giống như chanh ha mọi người ha, mình bào như vậy ha mọi người ha. Đó. Cam và chanh mình để chung vào. Rồi đường nè. Mình cho vô luôn. Rồi muối nè, mình cũng cho vô luôn. Và ở đây mình có 100 ml rượu vodka ha. Hơi rượu nào cũng được, rượu rum, rượu gì cũng được, rượu trắng mà loại mạnh nha mọi người nha, mình chế vô luôn. Mình cho vô luôn. Trộn nó lên. Trộn đều nó lên. Ồ, thơm quá mọi người. Có rượu, có vỏ chanh, có vỏ cam, thơm lắm mọi người ơi. Chưa chi là đã thơm rồi. Mình cho thêm một muỗng cà phê tiêu xay vô nữa ha mọi người ha. Đây. Để cho nó thơm và nó the the ha mọi người ha. Rồi mình cũng tiếp tục mình trộn cho đều ha mọi người ha. Và đây mình có chuẩn bị một cái thố như vậy ha. Rồi mình trước nhất á, mình cho cái này vô. Mình cho vô mình rải đều ra ha. Mình cho miếng cá vào. Mình cho miếng cá vào. Cái mình để nó lên ha. Mình bang đều hết mọi người ha. Mình rải đều hết nha. Mình rải cho nó đều, nó tương đối đều như vậy. Mình thêm một cái lớp thứ nhì lên ha mọi người ha. Và đặt tất cả mình cho vào hết luôn. Mình nhét kỹ vô hai cái đầu cá luôn ha mọi người ha. Chứ để thôi nó thiếu rồi, nó không có đều con cá.
Rồi mọi người ơi, cá của mình xong rồi ha. Bây giờ mình đậy cái nắp lại kín như vậy ha. Mình để vô tủ lạnh ít nhất là 24 tiếng đồng hồ, hoặc là nhiều hơn thì mình có thể để 32 tiếng, 36 tiếng cũng được ha. Rồi mình lấy ra mình xem ha. Rồi bây giờ hẹn các bạn 24 tiếng đồng hồ là ngày mai nhé. Rồi. Alo. Mọi người ơi, đây cái kết quả của mình đây. Cái cá sô mông muối của mình nó bây giờ nó cứng lại như vậy nè mọi người ơi. Đó, nó trong veo cái miếng cá của mình rồi nè ha. Đó. Bây giờ mình đi vớt cái này ra, mình đi rửa nó ha mọi người ha. Alo, mọi người ơi, cá của mình nó mình đã rửa xong rồi ha. Nó sạch rồi ha, nó đẹp mà nó trong veo như vậy sau 36 tiếng đồng hồ nó đã như vậy ha. Nó đã trong veo cái miếng cá và nó đỏ hồng lên rất là đẹp ha mọi người ha. Đó, bây giờ mình lau nữa ha. Mình lau cá cho khô ha. Rồi lúc đó mình mới lạn ra từng lớp ha. Bây giờ mình ịnh nó, mình lau cho nó khô hết. Rồi miếng cá của mình xong. Miếng thứ nhì cũng vậy. Thứ nhất. Miếng thứ nhì. Rồi bây giờ mình mài cái dao cho bén rồi mình lạng nó ra từng lớp mỏng ha mọi người ha. Và đây mọi người, cá của mình nó như vậy ha. Cái mình cắt nó hơi lạng 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 như vậy nè. Đó. Rồi cái mình bỏ cái giữ cái vỏ lại ha, cái da cá lại ha. Đó mình cắt thành lát lát như vậy nè, giống như mình lạng da heo vậy đó. Đó. Mình cắt như vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Cắt thành mấy cái miếng cái lớp mỏng 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 vậy đó. Cái mình để nhàn lát nữa mình làm đề co thành cái bông hồng đẹp lắm mọi người. Ừ. Rất là mỏng ha. Và nó trong veo cái miếng thịt của mình vậy là miếng cá của mình rất là ngon ha. Đó mình tiếp tục mình lạng vậy nha mọi người nha. Đó cái da cá mình để như vậy để lát nữa mình giục luôn ha. Đó. Mình cứ làm như vậy cho tiếp tục cho tới hết ha mọi người ha. Đó, mình tiếp tục mình lạng cái miếng cá như vậy ha mọi người ha. Voilà. Đó, cái miếng cá của mình nó như vậy. Nó trong veo. Nó trong cái miếng cá như vậy là đạt rồi đó ha mọi người ha. Ồ, thơm ngon lắm đó các bạn. Thơm ngon lắm mọi người. Nó thơm mùi chanh, mùi cam. Nó không có tanh mùi cá nha. Nó có chút rượu vô nữa. Nó không có tanh cá. Mà cá mình nó trong veo, nó đẹp như vậy nè. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Và đây mọi người, cái da cá của mình cũng xong rồi nè. Mình lạng xong hết rồi. Cái dĩa cá của mình cũng lạng ra xong rồi. Chút nữa mình làm decor ha. Đó. Rồi còn cái da cá này đó, mọi người thấy mình lạng ra khéo không? Cái da cá còn nguyên nè, mình đem mình giục thôi. Cái này mình không có sử dụng ha. Rồi. Để giờ mình làm chắc cho vị dĩa nha. Rồi, bây giờ mình làm thành cái bông hồng ha mọi người ha. Mình làm như vậy ha. Ở đây mình làm một miếng như vậy. Mình thêm muỗng thứ hai lên như vậy. Rồi mình cuộn nó lại như vậy ha mọi người ha. Hả? Cuộn nó lại như vậy. Voilà. Mình thành một cái bông hồng rồi nè mọi người ơi. Đó. Nếu mình thấy nó còn nhỏ thì mình làm cuộn thêm một lớp nữa ha. Đó. Mọi người thấy không? Đó.
cái bông của mình nó như vậy đó. Voilà. Đó. Mọi người thấy không? Mình đã có cái bông hồng thứ nhì, thứ ba ha. Cá hồi muối của mình á, mình cắt ra từng lát mình sắp như vậy, mình làm giống như cái chậu cái chậu bông hoa ha. Đó, mình có thể làm decor như vậy ha. Đó, thì khi mình ăn thì mình lấy từng lớp ra như vậy để mình ăn ha. Đó, voilà, bây giờ mình lấy mình làm cái nước sốt ha. Thì buộc lên sốt nha, mình có thể là mình cho một muỗng cà phê mù tạt ha. Mù tạt hiệu The Lyon ha. Thấy mọi người ha. Thì mình lấy một muỗng cà phê dung như vậy ha. Rồi. Kế tới là mayonnaise ha. Mayonnaise mình cũng lấy như vậy. Cũng một muỗng dung như vậy ha, muỗng muỗng. Mình canh canh cho nó tương đối đều nhau ha. Và một miếng chanh như vậy ha, mình cũng nặn vô hết luôn ha. Và đây mình cho một chút tiêu xay vô, một chút 1/4 muỗng cà phê ha, cho vô. Thì tùy mọi người ăn cay ít hay cay nhiều ha, đối với mình là như vậy ha. Đó. Thì nói chung là cái sốt này là gồm có những cái mayonnaise, mù tạt, tiêu và chanh đó, thì mọi người có thể gia giảm theo cái gu của mỗi người ha, của gia đình ha, của mỗi gia đình ha. Thì mình có thể mình làm như vậy. Cái sốt của mình cũng đã xong đó mọi người. Rồi bây giờ mình ăn thử mọi người xem nha. Và đây mọi người ơi, cái dĩa cá su mông của mình đây, để mình ăn thử mọi người giờ xem nha. Để mình ăn thử coi cái thành quả cái của mình đã làm cá muối nó như thế nào ha. Và là mình chấm như vậy. Ngon lắm mọi người ơi. Cái miếng cá của mình nó thơm, nó ngon. Nó thơm mùi cam, mùi chanh và mà có mùi rượu nữa, thành ra nó không có nghe mùi cá mà nó thơm, nó ngon lắm. Rất là đặc biệt cái món này. Các bạn có thể làm như vậy để đãi khách cho mùa Noel ha. Mùa lạnh á, mình ăn cá su mông này kia cho nó có chất omega 3 ha, sẽ tốt cho sức khỏe. Rồi chúc mọi người thành công nha. Này mọi người ơi, cái mùa này nè, mình có cái ở đây nó có bán cái bánh mì mềm mà cái tròn tròn như vậy. Còn nếu như mình ở Việt Nam hay đâu đó mà mình không có cái loại bánh mì tròn như vậy thì mình có cái loại bánh mì vuông đó. Cái mình cắt ra 4 miếng như vậy ha. Na ná như vậy, cái mình cũng chét một chi miếng sốt lên như vậy. Mình làm tạc chim á như vậy ha. Cái mình cắt một miếng cá. Voilà. Mình cắt một miếng cá. Cái mình để lên trên cái bánh như vậy. Đó, như vậy là mình cũng có được một miếng bánh ngon ha mọi người ha. Thì ở bên đây thường thường ở Pháp thì họ cũng ăn ông thê với cái món như vậy ha, bánh mì với cá su mông như vậy ha, một lát bánh mì mỏng như vậy. Đó, là mình ăn thôi ha. Mình ăn thử với miếng bánh mì thử coi nha. Ngon lắm mọi người ơi. Ăn với bánh mì rất là ngon. Nếu mình ăn thông á, mình thấy cái cá của mình nó hơi đậm đà. Nhưng nếu mình ăn với bánh mì rất là ngon. Rất là ngon mọi người. Sẽ thấy bông mà là sẽ thấy lý sơ. Sẽ thấy bông sẽ bạc phê là bông. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Hẹn các bạn lần sau nha.